Đây là em đang đứng trước khu vực đất là cái con đường ha, em sẽ quay con đường trước cho anh chị mình theo dõi nha. À, điện nhà nước thì ngay trước đất luôn rồi và đã mắc điện vào trong khu vực đất luôn rồi các anh chị mình ha. Rất là tiện lợi luôn. Và hướng từ hướng này á, à, mình đi ra thì mình quẹo, phải, quẹo trái một tí xíu thôi là mình tới chợ khu phố 2, chợ khu phố 2 của thị trấn Bình An ha. Chợ khu 2 là ngay đó là đường tỉnh lộ 762 luôn các anh chị ha. Còn nếu mà đi khoảng tầm 2 km là mình sẽ ra tới trung tâm của huyện Vĩnh Cửu à, là cũng là trung tâm của thị trấn Vĩnh An luôn. Nếu anh chị mình muốn đi đảo Ó Đồng Trường á, thì mình cũng đi ra khoảng tầm 2 km là đến khu vực à, ra đảo Ó Đồng Trường để vui chơi ha. Đây, xung quanh đây thì nhà dân đã có hết được anh chị mình nha. Và đường thì đường trước đất là đường nhà nước và là đường à, khoảng tầm 6-7 mét. Xe hơi, xe tải đi ok, thoải mái nha mặc dù bây giờ thì nó đang là đường đất một xíu thôi nhưng mà em nghĩ cái đường ven hồ như thế này thì tương lai làm nhựa sẽ rất là nhanh các anh chị Nên là người ta sẽ ưu tiên ưu tiên làm những cái con đường ven hồ như thế này ven hồ chị an ấy, để uh, phát triển du lịch các anh chị ha phát triển du lịch và phát triển người dân ở khu vực xung quanh hồ chị an như thế này và đường này thông vào phía bên trong dọc dọc theo hồ chị an các anh chị nhé nó giống như cái đường uh, Uh, đường mà bờ của hồ trị an đấy các anh chị ven bờ đấy đường này là đường uh, sau này sẽ làm uh, rất là phát triển tại vì xung quanh hồ trị an thì uh, người ta rất là ưu tiên phát triển du lịch ha xích <laughs> lên phía trên xíu là người ta quy hoạch khu thương mại rất là nhiều chỉ có ở dưới này thì không có quy hoạch đất thương mại thôi uh, mà đất thương mại dịch vụ thì nó không phải là quy hoạch mà là uh, cho mình có thể kinh doanh các dịch vụ mô hình dịch vụ thôi còn hiện tại thì đất của mình ở dưới này á, thì là không có quy hoạch gì hết các anh chị mình nhé. À, và không có quy hoạch lòng hồ luôn. À, đất trong đất á, toàn bộ 2478 m vuông là đất sạch nha. À, nhưng mà có một phần mà như à, nó vươn ra ngoài hồ ấy là không nằm trong sổ, không có trong sổ. Diện tích thực của nó hơn 3000m mà. Thì khoảng 5 600 m nó không có trong sổ ấy, thì nó nằm à, quy hoạch lòng hồ ở phía ngoài. Thì mình có, bây giờ thì mình cứ sử dụng bình thường thôi. Đây thì uh, đất thì từ vị trí ở bên này mà sang tới uh, phía bên này khoảng tầm được 31,6 m nha. Ở trong diện tích ở trong sổ uh, thì là 31 bám mặt đường 31,6 m. Chiều dài á, một cạnh ở phía bên tay trái này nha. Thế mình đứng uh, quay mặt vào đất thì chiều dài một cạnh bên tay trái này thì được 78 m. Nhưng mà thực tế nó là người ta đã làm ra tới 100 m nha. Tí là anh chị mình xuống phía cuối hồ mình sẽ thấy. Còn bên phía bên này á thì chiều cạnh chiều dài của nó bên tay phải thì nó hơn 100m, hơn 100m một xíu ha các anh chị ha à, Thì bây giờ người ta đã làm, anh chị chủ đã lấy ra cho đều hai bên cả 100m rồi Cho nên diện tích nó khoảng tầm ngang 31, chiều sâu 100m à, Và trong vườn thì đang trồng rất nhiều loại cây ăn trái luôn, à, có gắn sẵn bếp tưới và à, điện nước rồi các anh chị ha đây này đây là cái cây bưởi này các anh chị Đó. bưởi này rồi uh, uh, cái này là cái này là cái... cái, này cái gì anh à, cái bơ cái bơ em quên tên mất tiêu dạ <laughs> con cảm ơn ạ đây cái này bơ này các anh chị bưởi này nha bơ bưởi rồi mặn cầu trồng rất là nhiều loại cây ăn trái và chuối cũng là là chuối ăn chứ không phải là chuối cao sản nha các chị nhé à, chuối cũng là chuối ăn đây, cây này cây mặn cầu này các chị này à, vườn này tính ra là à, cúc ngoài này thì nó thấp hơn mặt đường nhưng mà nó dốc nó hơi dốc dốc, dốc chiền á hơi dốc dốc chiền xuống theo mặt hồ nha từ đây đi xuống hồ thì nó sẽ thấp dần thấp dần thấp dần chứ nó không có dốc đứng hay là hay là dốc trũng hay gì hết nha mà dốc chiền À, rất là đẹp, cái view rất là đẹp Và hơi thấp hơn đường một xíu à, Thì trong vườn này trồng rất là nhiều loại cây ăn trái luôn Bưởi nè, bơ nè Rồi uh, mạng cầu nè Rồi có cả cây mai nữa Rồi uh, mít nha Rồi chuối Rất là nhiều loại cây ăn trái luôn Và trồng trồng gần như là hết vườn nha Anh chị mình nhìn thấy chuối nhiều như vậy thôi Nhưng mà thực tế những cái cây này Như uh, cây uh, bơ hay là cây trôm uh, cây chôm trôm chôm rồi rồi cây bưởi thì nó sen sen vào giữa nha đó anh chị mình nhìn thấy không sen vào giữa này nó sen vào giữa tức là người ta trồng chuối sen vào những cái cây này thôi chứ thực tế thực tế là nếu mà mình cắt hết chuối đi mình không thích chuối mình chặt hết chuối đi ấy, thì nó sẽ lộ ra những cái cây ăn trái rất là đẹp bây giờ hiện tại thì cô chú ấy vẫn đang để để trồng uh, trồng những cái cây uh, cây chuối sen vào thôi tại vì những cái cây ăn trái kia nó đang nhỏ ha thì uh, mình cố trồng sen vào để lấy chuối ăn thôi chứ cũng không nữa đây có sầu riêng nữa các anh chị này à cái cây sầu riêng này thì cũng được uh, 4 năm rồi các anh chị sắp tới năm sau là có thể có trái để thu hoạch được các anh chị ha đó rất nhiều loại cây ăn trái luôn để mình làm nhà vườn nghỉ dưỡng thì cực kỳ đẹp luôn cái sầu riêng nữa này các anh chị này đây mảng cầu này anh chị thấy không mít này mít bơ này rất nhiều loại cây ăn trái cái này mà à, trồng một thời gian nữa khoảng tầm à, một hai năm nữa là mình có cây ăn trái ăn liên tục luôn cái này chuối này các anh chị thấy không Đó. Cái này chắc chuối câu chuối rất là nhiều rồi mít này các anh chị đang ra trái này anh chị thấy không đi thẳng từ trên này xuống uh, tuy là ba ngàn mét thôi nhưng mà rất rất nhiều loại cây ăn trái để cho mình có thể uh, có trái cây ăn quanh năm luôn mà cái mức giá thì em thấy cảm thấy là rất là hợp lý ha à, diện tích sử dụng của mình thì lên tới 3.000 à, hơn 3.000 mét vuông mà giá chỉ có 4 tỷ thôi các anh chị khá là giá khá là mềm nhé hợp lý à, một cái view hồ như thầy rất là ít người bán các anh chị có cái mức giá đó ha mà đất lại thuộc thị trấn Vĩnh An nữa các anh chị một trong những cái thị trấn mà nó gần thành phố Biên Hòa À, nó giống kiểu chỉ có thị trấn Bình An và thị trấn Chẳng Bom nó gần thành phố biên hòa nhất thôi các anh chị ha. Đó, mà thị trấn Vĩnh An và đất view hồ mà còn rẻ như thế này thì rất là hiếm luôn. đây đây xuống cuối cùng này là dưới uh, cuối đất được các anh chị mình là tiếp giáp hồ Trị An được các anh chị ha. Ở dưới này hồi trước là anh chị nuôi ba ba này, Đó, nuôi ba ba nên xây uh, cũng khá nhiều cái vuông để nuôi ba ba được các anh chị và nước thì hút dưới hồ Trị An lên các anh chị ha. anh chị thấy không? À, thì máy bơm thì để trong dưới này rồi máy bơm để dưới này rồi ha thì nước hút dưới hồ chị An lên à, đây là cái đường dây điện này kéo xuống tới đây được anh chị này cắm điện vào cái gạt cầu dao là máy nó bơm máy bơm nước cho cả vườn luôn dưới này thì người ta đang làm rất là nhiều cái vuông để nuôi nuôi cá các anh chị ha Đó. hồ chị An với hồ chị An ở đây mà làm cái tròi nghỉ dưỡng thì rất là tuyệt vời rất là đẹp luôn các anh chị mình. Ở đây thì bám cái hồ chị An này được hơn 30 mét anh chị mình nha. Ở trong sổ thì bám hồ chị An được 35 mét. Đó. Nước thì nó sát lên tới bờ luôn rồi các anh chị. À, mình có thể làm một cái tròi nghỉ dưỡng ở đây thì khá là tuyệt vời luôn. Rất là đẹp, rất là chiêu luôn. Cuối tuần ở đây nghỉ dưỡng, ăn nhậu vui chơi giải trí. Quá là đẹp luôn các anh chị mình ha. Đây. Nước rất là trong luôn. Em xin nhắc lại ở đây là 7000, à quên, 2478m2, à, diện tích thực tế là hơn 3000m2, đang được bán bước giá là 4 tỷ đồng tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cầu, tỉnh Đông Nai nhé. Anh chị nào mà quan tâm thì cứ liên hệ với quân qua điện thoại 0973 670 770 ha. Cảm ơn các anh chị theo dõi video này của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau nhé.